Danh và lợi. Lời Phật dạy: Này tỳ kheo, trên đường tu học, khi có danh, có lợi, thì nên ẩn bóng. Chú giải: Lời dạy trên đây là Đức Phật khuyên rằng chúng ta tu học khi có danh, có lợi, thì nên ẩn bóng. Có nghĩa là khi có Phật tử cung kính, tôn trọng và cúng dường, thì tâm dễ sanh đắm nhiễm, thì nên ẩn bóng. Có nghĩa nên tránh xa danh lợi, vì danh lợi dễ làm cho chúng ta ô nhiễm. Các bạn hãy lắng nghe đời sống viễn ly của Đức Phật, tránh xa danh và lợi. Trong khi Ngài sống viễn ly như vậy, các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh. Được bao vây xung quanh như vậy, Ngài không khởi lên nhiễm tâm, không rơi vào dục vọng, không khởi lên tham ái, không trở lui lại đời sống sung túc. Đây, các bạn có nghe chăng? Có danh, có lợi như Đức Phật, thế mà Ngài không đắm nhiễm, không trở lui lại đời sống sung túc, luôn luôn giữ hạnh ba y một bát, ngày ăn một bữa, sống không nhà cửa, không chùa to Phật lớn. Còn các thầy Đại Thừa và Thiền Tông thì sao? Trở lui lại đời sống sung túc, ăn uống ngủ nghỉ phi thời. Có đúng như vậy không các bạn? Theo gương hạnh của Phật, khi tu hành được đôi chút, chúng ta có danh có lợi thì nên tránh xa danh lợi, tìm cách từ chối hoặc bằng cách ẩn bóng hoặc không nêu lên tên tuổi của mình. Đừng để cho mọi người biết. Trong các trường lớp tu hành, chúng tôi đã thấy rất rõ ràng, người ta tu hành thời nay thường để tạo danh tạo lợi bằng cách làm quen với Phật tử, nhất là Phật tử giàu có, chứ không phải lo tu tập giải thoát.